Yeah. Đây là cái tủ lạnh. Dạ, em cũng biết mà. Anh giới thiệu thôi. Dạ dạ. Đây cái tủ lạnh nó đa di năng, cái là có ba cái cửa lận. Em dạ. Muốn mở cửa nào? Dù gì cũng mở, mở hết thì luôn. Thì đứng bên nha. Dạ. Rồi, xin mời 1 2 3. Ta da. Rồi, trong cái tủ lạnh này thì có rất là nhiều loại thực phẩm của Đại, đúng chưa? Dạ. Thích nhất là loại nào? Nghĩ một cái này trong vòng 15 giây nhớ hết cái món 1 2 3 4. Phải nhớ 5, nhớ hết 6, luôn. 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Đóng lạnh lại. Rồi, xem đây. Đố em trong tủ lạnh có bao nhiêu loại thực phẩm? Kể nè. Có thịt, có cá, có tôm, có phô mai, có trứng, có thêm hành. Hành. Có thêm đồ nấu canh. Dạ. Cà chua. Nấm. Nấm. Các loại rau, cà chua. Đậu hũ nữa. Đậu hũ nữa, chính xác. Cải. Mỡ. Mỡ là dành cho anh. Mỡ tươi để mình thắng ra thôi chứ không phải dành cho anh. À. Vậy thì cho anh hỏi nhỏ, trong tất cả các loại thực phẩm đó thì em đặc biệt thích ăn món ăn được chế biến bởi loại thực phẩm nào? Em thích ăn hết. Anh biết slogan của em rồi mà. Cứ ăn đại đi. Cứ ăn đại đi chứ không phải là cứ ăn quan đại đi, đúng không? Cứ ăn đại đi là món nào cũng ăn, đúng không? Nếu ngon. Đại ngon không? Ngon vừa phải. À vừa phải hả? Cũng không có mỡ lắm ha. Dạ. Em thì bình thường là em ăn uống rất là healthy. Ừ. Em không ăn mỡ, em không ăn kiểu đồ quá cay, quá mặn. Nên là nó nhạt giống như tính cách của em luôn. Không, em không có nhạt. Kiểu để cho không... mỗi lần mà nó mặn thì mình có giá trị đó, đúng không? Đúng rồi, mặn lắm.